Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 22 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo công bố quyết định sửa đổi bổ sung về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói, trong khi giá đất nông nghiệp giữ nguyên như quy định trong quyết định 02/2020 thì đất ở lại tăng phi mã. Để xem nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, bảng giá đất điều chỉnh được ban hành theo quyết định số 79/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, gồm 6 loại bảng giá đất như sau. Bảng giá đất nông nghiệp được ban hành theo bảng 1 đến bảng 6 tại quyết định 79/2024. Trong đó mức thu được giữ nguyên như trước đây. Đối với đất nông nghiệp trong khu nông nghiệp công nghệ cao có mức thu bằng với mức thu trước đây là 1.140 đồng 1m² một năm. Bảng giá đất ở trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức được ban hành theo phụ lục bảng 8 của quyết định. Trong đó, mức giá đất ở được đề xuất phù hợp với tình hình hiện nay và có xem xét đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi công tác điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Cũng theo ông Thắng, lợi ích của bảng giá đất sau điều chỉnh sẽ giúp các khoản lệ phí, thuế, tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, bao gồm các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là hộ gia đình cá nhân, được công khai minh bạch và công bằng. Các khoản xử phạt hành vi vi phạm về đất đai tăng lên, góp phần răn đe, làm trong sạch và phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh. Việc xác định giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được thực hiện nhanh hơn và tạo điều kiện cải thiện việc tiếp cận đất đai của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Đối với người có đất thu hồi, việc xác định giá tái định cư sẽ công khai, minh bạch và nhanh hơn so với trước đây, đảm bảo công bằng trong giá thu hồi đất và giá bán nền tái định cư. Bên cạnh các tác động có tính tích cực nêu trên, việc điều chỉnh bảng giá đất có tác động đến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của một số người dân trên địa bàn thành phố. Để giải quyết nội dung tác động nêu trên, theo quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định tại khoản 2, điều 157, luật đất đai năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính, Xây dựng và Tham mưu Chính phủ ban hành nghị định quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chưa được quy định tại khoản 1, điều 157, luật đất đai năm 2024, trong đó có trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ là cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết việc điều chỉnh phù hợp và trong biên độ cho phép, áp dụng đúng quy định, không sai, đảm bảo phù hợp kinh tế xã hội và thực tiễn giá đất của thành phố. Đối với trường hợp người dân bị đền bù giải phóng mặt bằng, giá bồi thường được thẩm định giá đất cụ thể nên không bị ảnh hưởng. Giá đất tái định cư cũng đảm bảo công khai minh bạch, người dân biết được giá đất tại khu vực mình được bố trí tái định cư. Đối với người dân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở, Chính phủ cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất, thành phố sẽ đề xuất cho phù hợp, nhất là những khu vực bỏ quy hoạch, người dân chuyển mục đích sử dụng đất để làm sao số tiền sử dụng đất người dân phải đóng không quá nhiều. Lần này, trong quá trình ban hành bảng giá đất đã căn chỉnh cho khoảng cách chênh lệch cho đất ở và đất nông nghiệp không còn quá nhiều, ông Thắng cho hay. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở của luật đất đai năm 2024, nghị định 71/2024 và thành phố nhận thấy quyết định 02/2020 được ban hành và áp dụng cho giai đoạn năm 2020 đến năm 2024 nhưng bị giới hạn bởi khung giá đất khi mức giá cao nhất chỉ 162 triệu đồng một mét vuông nên hiện nay không còn phù hợp, không phù hợp thực tế nên cần phải điều chỉnh. Chính vì vậy, thành phố xây dựng bảng giá đất để phù hợp luật đất đai và thực tế trên địa bàn thành phố. Việc điều chỉnh bảng giá đất đến thời điểm hôm nay đã chính thức ban hành có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10. Đây là nội dung quan trọng, nhạy cảm vì đối tượng điều chỉnh tác động lớn đến thành phố rất cẩn trọng. Đến nay, qua quá trình xây dựng, đã có sự tham mưu của Sở Tài nguyên Môi trường, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, nghe ý kiến của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, của người dân, doanh nghiệp, nên Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định 79 ngày 21 tháng 10 để sửa quyết định 02/2020. Đến thời điểm hôm nay, nhất thiết phải ban hành bảng giá đất điều chỉnh vì quyết định 02/2020 đã không còn phù hợp. Tinh thần bảng giá đất phải sát giá thị trường, tránh ách tắc giải quyết hồ sơ cho người dân và giúp đẩy nhanh các dự án trọng điểm của thành phố. Bảng giá đất phải đảm bảo hài hòa lợi ích của người sử dụng đất, nhà nước và nhà đầu tư, ông Cường cho hay. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy để lại ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận. Và đừng quên nhấn chuông thông báo kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất bạn nhé.